Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, bên cạnh Vân Anh ngày hôm nay là một vị khách mời từ phương xa lần đầu tiên đến với San Diego, đến với VNTV của San Diego. Thưa quý vị, đó là anh Anthony Chim, giám đốc của đài truyền hình VNTV Canada. Trước hết, chào mừng anh Anthony Chim đến với VNTV. Từ Canada xin lệnh thình lình, Anthony Chim xin kính chào chị Vân Anh và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi trên toàn thế giới. Rất là hân hạnh được đài truyền hình VNTV tại San Diego mời Anthony Chim làm khách mời ngày hôm nay để tâm sự về những kinh nghiệm, những trải nghiệm của Anthony Chim với tất cả mọi người. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị thấy là tại San Diego của chúng ta thì rất là quen thuộc với đài VNTV phải không ạ? Nhưng mà anh Anthony từ đài VNTV thêm chữ C đằng trước thôi, phải không anh? Đó là Stanford Canada. Thưa quý vị, Vân Anh được biết anh Anthony ngoài cái lĩnh vực là rất là đam mê trong lĩnh vực truyền thông, anh còn là một trong những người sinh hoạt rất là nhiều trong các lĩnh vực cộng đồng, văn hóa, văn nghệ tại Canada và rất là nhiều nơi trên thế giới. Thì bây giờ chúng ta đi vào từng lĩnh vực hay anh ha. Và thưa quý vị, ngày hôm nay với một cơ duyên anh đến với thành phố San Diego của chúng ta và xin được tâm tình với quý vị khán thính giả để chúng ta biết được cuộc sống của người Việt của chúng ta tại Canada, phải không anh? Dạ, thì vâng. Canada, nhưng mà tỉnh nào của Canada thưa anh? Mình đến từ thành phố Calgary, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông Olympics năm 1988. Dạ, vâng. Và tỉnh bang là Alberta. Dạ. Và cái địa phương này thì có đông người Việt của chúng ta sinh sống không anh? Cũng khá đông người Việt chị. Nhất là tại thành phố Calgary và các vùng phụ cận thì cũng khoảng 30,000 người Việt. Dạ vâng. Bây giờ nói về lĩnh vực truyền thông, anh đã tham gia trong lĩnh vực truyền thông được bao nhiêu lâu rồi? Và cái cơ duyên nào mà anh đam mê trong cái lĩnh vực này? Vân Anh thấy là khi mà quý vị gặp anh Anthony thì quý vị sẽ thấy ngay cái niềm đam mê của anh. Dạ, dạ vâng. Kính thưa tất cả quý vị, thì khoảng 30 năm trước, một cơ duyên là đài truyền hình ở bên Canada đang kiếm một sứ ngôn viên trẻ. Đó, rồi thì mình cũng không biết cái gì cả, thì lúc đó mình cũng sự đam mê như vậy, rồi sau đó mình cũng tham tuyển, thì rốt cuộc là trúng tuyển và từ đó mình bước vào cái con đường media này, tức là giới truyền thông. Tuy nhiên thì lúc đó thì mình không thể nào mà sống bằng cái nghề truyền thông full time được, thì ai cũng vậy anh. Dạ, vâng. Thì mình phải đi học. Và Anthony Chim ra với những cái bằng cấp đủ để làm giáo viên dạy Anh văn, tức là English teacher quý vị, dạy ngữ văn của tiếng Anh. Và sau đó thì rất là được may mắn là trở thành vị hiệu trưởng gốc Việt đầu tiên và duy nhất tại Canada lúc đó. Và sau đó thì mình vừa làm hiệu trưởng, mình vừa làm cái việc media này. Thì nói chung quay ngoảnh lại thì cũng gần 30 năm rồi. Mình thấy không, mình còn trẻ như trước nữa. Nhưng mà giống như Phương Anh nói thì cái niềm đam mê thì không có tuổi. Dạ vâng. Anh nói là 30 năm trước đài truyền hình cần một người sứ ngôn viên trẻ tuổi. Nhưng mà Vân Anh thấy là 3 năm sau anh vẫn còn trẻ. Cảm ơn chị rất nhiều. Và đặc biệt là niềm đam mê vẫn cháy bỏng trong lòng anh. Thưa quý vị, như vậy thì Vân Anh chắc phải mời anh nói thêm về những cái sinh hoạt của anh tại Canada. Vân Anh cũng được biết là anh là tổng thư ký của Hội Người Việt Calgary của Canada, phải không anh? Dạ, vâng. Thì cộng đồng người Việt của chúng ta ở Canada cũng tổ chức những cái sinh hoạt như là hội chợ Tết hoặc là bình thường như là tại Nam Cali, phải không anh? Dạ đúng vậy chị. Kính thưa tất cả quý vị, thì với mục đích là mình mặc dù sống tha hương nhưng mình mang cả quê hương theo và mình cưu mang nó và mình cưu mang luôn cái nền văn hóa của mình, tức là mình nói là bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam. Thì đó là cái mục đích chính của bên cộng đồng tại Calgary, bên cạnh là tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thì tất cả những cái sinh hoạt đều gói gọn trong cái chủ đề đó. Thì giống như những sinh hoạt của Nam Cali, chúng tôi có tổ chức hội chợ Tết rồi Trung Thu rồi những cái dịp lễ như Dỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, rồi lễ tưởng niệm những cái việc mà thời sự xảy ra đó, giống như những là thiên tai lũ lụt, đồng bào mình bị chết, mình cũng có thể là cầu nguyện này kia nọ. Rồi mình tiếp tục tổ chức các những cuộc biểu tình xuống đường, kêu gọi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam, kêu gọi đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền, thả những tù nhân lương tâm. Vì lý do mình rất là thích là mình đến đây cũng vì mục đích mà mình nêu lên một tấm gương, mình vinh danh tấm gương của anh Trần Duy Thức và những người tù nhân lương tâm trong cái show kỳ này đó, Vân Anh. Và bên cạnh đó thì sinh hoạt tôn giáo bên thành phố Calgary và các vùng phụ cận rất là mạnh.
trong đó có chùa, có nhà thờ, rồi nhiều tôn giáo khác nhau, và họ sinh hoạt rất là mạnh và rất là đều. Cho nên là phải nói rằng là mình tuy là sống tha hương, mình không có nhớ Việt Nam nhiều về những vấn đề mà về ẩm thực hay là về ngôn ngữ hoặc về những sinh hoạt. Tuy nhiên mình chỉ biết mình mong rằng với những sinh hoạt đó, một ngày nào đó đất nước Việt Nam của mình thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền, và con cháu Việt Nam mình sinh sống tại địa phương đó vẫn nhớ các cháu là người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam và lúc nào cũng hướng về Việt Nam cả. Thưa quý vị, quý vị thấy là ngoài những cái điều mà anh Anthony vừa mới chia sẻ, là Vân Anh thấy rất là vui, phải là rất impressed, đó là anh chia sẻ anh là một vị hiệu trưởng người Việt Nam đầu tiên, phải không anh? Dạ vâng. Dạ vâng. Và bên cạnh đó, Vân Anh cũng biết là anh đi rất là nhiều nơi trên thế giới chứ không có phải là chỉ Canada. Đặc biệt là quý vị thấy là anh đang có mặt tại San Diego của chúng ta. Anh là một vị diễn giả quốc tế đã đặt chân đến 137 quốc gia và tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ, toàn Canada, kể cả Nam Cực và Bắc Cực. Và dạ vâng. Anh cũng nhận được, Vân Anh xin được chia sẻ, gặp một người bạn mà rất là dấn thân trong các sinh hoạt của cộng đồng. Anh cũng đạt được huân chương Thiên Niên Kỷ Alberta Canada năm 2005. Anh có thể nói về cái huân chương này như thế nào anh? Ồ dạ vâng, thì năm 2005 thì lúc đó là tỉnh bang Alberta mừng 100 năm được sáp nhập vào Canada. Thì Canada là có 10 tỉnh bang ha. Thì năm 1905 thì Alberta thành một tỉnh bang của Canada. Thì lúc đó, năm đó thì họ tuyển những người mà có công lao với lại đất nước Canada, với tặng cái huân chương đó. Mà lúc đó mình cũng không biết là mình được huân chương đó hay không. Lúc mình làm việc, nhưng anh cũng biết rằng là mình cứ dấn thân vào việc cộng đồng và giúp đỡ mọi người này kia nọ thôi, chứ không phải là mình làm về những huân chương này hay là bia đá tượng đồng nọ. Nhưng mà khi đúng mà rồi, được tặng rồi. Được cái huân chương đó thì mình rất là vinh dự và rất là hạnh phúc. Anh cũng là có một cái tên là Ngôi sao lãnh đạo tương lai Canada năm 1994, Leaders of Tomorrow, công dân di dân Canada ưu tú năm 1998. Anh là người gốc Việt đầu tiên và duy nhất đoạt giải này cho đến thời điểm hiện tại. Anh có thể nói về cái giải này? Ồ, cái này thì giải này hơi lớn nha quý vị. Quý vị biết rằng là được giải công dân ưu tú mà của cả một quốc gia thì không phải là chuyện dễ. Thì nói chung là họ được đề cử từ khắp tất cả các cộng đồng khắp nơi trên toàn quốc Canada, và sau đó được ủy ban xét thưởng là tiếng Anh nó gọi là shortlist, tức là short là tạo thêm năm đề cử giống như giải Oscar vậy đó. Thì mình nhớ lúc đó trao giải, lúc đó là có đại diện của thủ tướng Canada rồi. Mình cũng biết là mình sẽ trúng giải hay không. Lại đó bắt đầu khi mà họ nói là năm đề cử như thế này, khi mà họ nêu tên mình ra thì mình rất là hạnh phúc. Mà giải thưởng cũng khá lớn, là về mặt tài chính cũng như là về mặt tinh thần. Và cái đó là vì cái chữ mà ưu tú, cho nên là mình cảm thấy đó cái sứ mạng của mình, tiếp tục mình sống một cuộc sống thật là ôn như lương thiện, lúc nào mình cũng đem cái tấm lòng của mình ra cho mọi người. Dạ vâng. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì Vân Anh cũng biết là anh cũng là một trong những giám khảo của các cuộc thi hoa hậu tại cộng đồng Việt Nam, không những ở Canada mà khắp nơi trên thế giới, ở đâu có người Việt của mình sinh sống, phải không anh? Dạ vâng. Và bên cạnh đó anh cũng là ông bầu show, quý vị ơi. Nhưng mà cho đặc biệt là anh rất là hết lòng cho các chương trình từ thiện, cộng tác với đa số các ca nghệ sĩ tại hải ngoại. Và bên cạnh đó anh cũng là MC cho các chương trình văn nghệ. Bây giờ thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết đời sống của người Việt của chúng ta tại Canada anh. Cái tỷ lệ người Việt của chúng ta tại Canada có đông không anh? Dạ, so với những sắc tộc khác thì mình chắc mình cũng khoảng đứng thứ ba, thứ tư gì đó chị. Ngoài cộng đồng người Hoa thì là đông nhất rồi, xong rồi cộng đồng người nói tiếng Ả Rập là đông thứ nhì. Và sau đó là có thể là cộng đồng Ấn Độ, nói tiếng Ấn Độ, xong đó đến cộng đồng người Việt của mình cho khoảng đó. Tuy là ít hơn nhưng mà thật sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam của mình đối với lại đất nước Canada nó rất là to lớn, và rất là nhiều lần chính phủ Canada đã vinh danh cộng đồng người Việt của mình. Mà hiện tại thì mình đã cũng có dân biểu gốc Việt, ngay cả có thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng là thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên. Rồi có nhiều em, nhiều cháu, những thế hệ sau này
trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, nói chung là rất là thành đạt trong cái thế hệ nhờ nề nếp, gia phong của cha mẹ, ông bà để lại, và nhất là cái nề nếp châu Á của mình đó. Cho nên là phải nói rằng rất là hãnh diện về cộng đồng người Việt của chúng ta, và về thương mại hoặc là về nghệ thuật thì nói chung rất là thành công chị. Mình rất là hãnh diện về vấn đề đó. Thưa quý vị, Canada là một nước láng giềng của Hoa Kỳ, thì cũng như là Hoa Kỳ của chúng ta, cộng đồng người Việt của chúng ta đã đóng góp cho sự phồn thịnh của đất nước Hoa Kỳ cũng như là Canada, phải không anh? Người Việt của chúng ta đã có mặt và giữ những cái chức vụ rất là quan trọng và hàng đầu trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả quân sự, giáo dục, rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Thưa anh, cũng như là thưa quý vị, vì anh Anthony Chim đã đặt chân đến 137 quốc gia, cho nên Vân Anh rất là yêu thích những cái chương trình về du lịch của anh. Khi mà anh đến mỗi một nơi thì anh hay có những cái bài phóng sự để cho chúng ta biết được những cái nét đặc biệt, những cái nét đẹp của cái nơi mà anh đã đi qua. Và cái điều này cũng giúp cho rất là nhiều người khi mà mình có cái kế hoạch cũng như là cái ý định muốn đặt chân tới cái miền đất đó. Và đặc biệt là không những là anh chỉ nói tả những cái vẻ đẹp mà anh còn cho chúng ta biết những cái lịch sử của mỗi một cái địa danh, phải không anh? Vâng. Khi mà mỗi nơi anh làm phóng sự như vậy, anh rất là vui, phải không anh? Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Cái thứ cả quý vị thì nói chung là mỗi trong cuộc sống của chúng ta mỗi người một cái duyên. Dạ. Có người thì được ăn nhiều, có người thì được uống nhiều, có người thì được ngủ nhiều, có người thì được lái xe đi khắp nơi, hoặc là làm chủ những cái cơ sở thương mại, hoặc là những cái vận dụng trong nhà, những nữ trang trang sức vân vân. Thì ra thì Chim có cái duyên với lại du lịch, mà cái duyên này là đến từ tất cả các ban tổ chức đã mời Anthony Chim đi làm diễn giả hoặc là MC, và đôi khi làm ca sĩ luôn, nếu mà họ thương ca sĩ mình lên mình ca luôn, không có sao cả. Thì nhờ như vậy thì mình mới có đủ duyên để đi tất cả 137 nước, chứ thực sự nếu mà tự đi chắc chắn là không được. Vân Anh cũng biết rằng là đi du lịch mà tự túc thì rất là tốn kém, và có nhiều nơi thì mình đi nhiều, như Anh Quốc đi mình đi 14 lần vẫn tính là một quốc gia. Đúng rồi. Ok, tức là và mình rất là may mắn đi được cả Bắc Cực và Nam Cực. Thì mình đi như vậy, mình cái mục tiêu của mình là đi khám phá những cái đẹp, độc hoặc là lạ của thế giới này. Còn chứ không nằm nhà ngủ, nằm ở khách sạn ngủ. Khi mà anh đi đến những cái địa danh mà chúng ta đã học qua sách vở về lịch sử, thì khi mà mình đang đặt chân ở nơi đó thì cái cảm xúc của anh rất là bồi hồi, phải không anh? Dạ vâng. Dạ. Thì trước đến đó thì dĩ nhiên là anh Chim phải nghiên cứu rất là kỹ về cái địa danh đó. Dạ. Là phải nói chỗ đó chỗ nào đẹp nhất, hay là độc đáo nhất, hoặc là lạ nhất. Dạ. Ok, thì một trong cái ba tiêu chí đó thì mình sẽ đến. Và đến đó thì đừng cái là ông trời cho anh Chim một cái trí nhớ rất là tuyệt vời. Mình đọc cái gì sơ qua là mình nhớ hết. Cho nên lại đó bắt đầu là mình cứ thao thao bất tuyệt, giống như là người của bản xứ mà thôi. Hoặc là lên mình viết những cái phóng sự, những cái lời mà tâm sự đến mọi người. Thì cũng có rất là nhiều người theo dõi Facebook của Anthony, họ cũng rất là thích điều đó. Bởi vì họ nói nếu mình muốn đến điều đó thì mình đến chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Mà không phải tìm kiếm ở đâu cả. Vì đôi khi mà quý vị Google trên Internet thì cũng không kiếm đủ cái ý như vậy đâu. Tại vì có nhiều nơi mà Anthony Chim rất là được may mắn là những người mà giờ gọi là thổ địa ở đó đó. Họ nói là chỗ này nó không có trên mấy cái chỗ mà du lịch đâu, nhưng mà sẽ đưa Anthony Chim đến đây rất là tuyệt vời. Do như mình nói chỗ mấy chỗ hẻm hóc, mấy chỗ mà lên rừng xuống biển đó luôn Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, từ nãy tới giờ thì anh Anthony đã chia sẻ những cái sinh hoạt của anh tại Canada, cũng như là sinh hoạt cộng đồng người Việt của chúng ta tại Canada. Và đặc biệt là chúng ta đã theo chân anh Anthony đi travel, đi du lịch đến 137 quốc gia. Chúc cho những cái chương trình phóng sự du lịch của anh càng ngày càng có nhiều độc giả cũng như là khán giả theo bước chân anh. Vâng. Vâng, thưa quý vị, anh em chúng tôi còn rất là nhiều điều muốn tâm sự với quý vị, nhưng mà thời gian không cho phép. Đến đây thì Vân Anh xin được chia tay với quý vị. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Chúc cho anh Anthony càng ngày càng đón nhận được thêm nhiều khán thính giả yêu mến những cái sự đam mê của anh, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông. Trước khi dứt lời thì anh có thể cho quý vị khán thính giả được biết là
anh thấy thành phố San Diego như thế nào? Wow, quá dễ thương. Thành phố San Diego là một trong những thành phố mà Anthony Chim yêu thích nhất. Và Anthony Chim đến đây rất là nhiều lần. Mà là cứ là không có duyên để lên đài truyền hình với dạ, mà chị Vân Anh phải nói không phải là nổi chảnh nha, phải book trước 8 tháng nha quý vị. Là vì những có những lúc mình đến đây thì chỉ có một ngày làm công tác mình về mà thôi. Thì khí hậu rất là hiền hòa, thức ăn Việt Nam rất là ngon quý vợ ơi, rất là tuyệt vời. Và con người ở đây, người Việt hoặc là người là địa phương ở đây rất là hiếu khách. Và mà cảnh đẹp thì tuyệt vời, rất là nhiều nơi để chúng ta có thể thưởng thức được, như là vẻ đẹp biển. Anthony Chim rất là mê biển, mỗi lần về đến đây giống như về đến nhà vậy chị. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chị lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Vân Anh và xin cảm ơn anh Tiết là giám đốc đài truyền hình đã có lời mời và Anthony Chim đến đây, và thương chúc đài VNTV luôn chân cứng đá mềm để tiếp tục đưa những hình ảnh, những tin tức, những niềm vui, niềm hạnh phúc, những kỷ niệm thật là đẹp đến với quý khán thính giả. Xin kính chào tất cả quý vị.